Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi tới quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Năm 2024, tỉnh Hưng Yên xác định đẩy mạnh thực hiện mục tiêu phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, kiểm soát giá cả, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư theo hướng phát triển công nghiệp công nghệ hiện đại, có giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường, tăng cường xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, thương mại, dịch vụ và đô thị. Chú trọng hơn ở các khu vực trọng điểm để thúc đẩy lan tỏa phát triển, đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, đảm bảo quốc phòng an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Vượt mọi khó khăn, thách thức, 9 tháng năm 2024, tăng trưởng kinh tế của tỉnh Hưng Yên xếp thứ 6 trên 11 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng và xếp thứ 17 trên 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Theo Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên GRDP 9 tháng năm 2024 ước tăng 8,07% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,71%, công nghiệp và xây dựng tăng 10,93%, khu vực thương mại dịch vụ tăng 2,59%, thuế sản phẩm trừ nợ cấp sản phẩm tăng 10,72%. Điểm nổi bật, nhiều doanh nghiệp công nghiệp tiếp tục duy trì tăng trưởng khá. Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn tăng hơn 23% và sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính tăng hơn 37%. Sản xuất xe có động cơ rơ móc tăng hơn 15%. Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng hơn 20%. Sản xuất giường, tủ, bàn ghế tăng 25%. Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải, tái chế phế liệu tăng hơn 29%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,59%. Kế hoạch năm tăng 8%, đây là mức tăng cao nhất trong 5 năm gần đây. Hoạt động xây dựng tiếp tục duy trì tăng trưởng khá, trong đó tăng chủ yếu từ khu đô thị Vinhomes Ocean Park Hưng Yên. Dự án khu đô thị thương mại và dịch vụ Văn Giang Eco Park, hoạt động xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng từ nguồn vốn đầu tư công được đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư cũng đã tác động khá đến tăng trưởng ngành xây dựng. Thu ngân sách nhà nước 9 tháng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ước đạt hơn 30.000 tỷ đồng, tăng 26,78% so với cùng kỳ năm trước và đạt 93,16% kế hoạch năm. Trong đó, thu nội địa 27.297 tỷ đồng, tăng 26,99%, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 3.280 tỷ đồng, tăng 25,07%. Kết quả tăng trưởng GDP quý 3 và 3 quý đầu năm 2024 có lẽ khiến nhiều người ngạc nhiên, nhất là khi bão Yagi đổ bộ đầu tháng 9, gây thiệt hại nặng nề. Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, GDP quý 3 ước tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Con số này cao hơn 0,7% so với kịch bản tại Nghị quyết 01 NQCP 6,7% và khớp với kịch bản tăng trưởng cả năm 7% như đã báo cáo tại phiên họp chính phủ thường kỳ hồi tháng 6. Tính chung 9 tháng, tăng trưởng GDP đạt 6,82%, trong đó khu vực nông lâm thủy sản tăng 3,2%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,19%, khu vực dịch vụ tăng 6,95%. Như vậy, dù gặp khó khăn do bão lũ, nền kinh tế vẫn đạt kết quả tích cực. Đáng chú ý, nhiều địa phương có tốc độ tăng trưởng cao như Bắc Giang 13,89%, Thanh Hóa 12,46%, Lai Châu 11,63%, Hà Nam 10,89%. Đặc biệt, một số địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão Yagi vẫn giữ được đà tăng trưởng cao như Hải Phòng 9,77%, Quảng Ninh 8,02%, Phú Thọ 9,56%, Lào Cai 7,71%, Cao Bằng 7% và Yên Bái là 7,15%. Với diễn biến này, không còn phải quá lo về việc đạt mục tiêu tăng trưởng và các mục tiêu khác của năm. Trong báo cáo thẩm tra tình hình kinh tế xã hội gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội phục vụ cho cuộc thảo luận về chủ đề này vào ngày 9 tháng 10, Ủy ban Kinh tế cho biết tăng trưởng cả năm ước đạt 6,8-7%, vượt mục tiêu Quốc hội đã đề ra từ 6-6,5%. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo. Nợ công, nợ chính phủ, bộ chi ngân sách được kiểm soát thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu đã được Trung ương, Quốc hội cho phép. Chỉ số giá tiêu dùng CPI cả năm ước tăng 4,5%, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra. Ước cả năm thu ngân sách nhà nước tăng 10,1% so với dự toán. Xuất nhập khẩu hàng hóa và đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt mức tăng trưởng cao là điểm sáng, theo Ủy ban Kinh tế.
Tính chung 9 tháng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 578,47 tỷ đô la Mỹ, tăng 16,3% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu tăng 15,4%, nhập khẩu tăng 17,3%, xuất siêu đạt 20,79 tỷ đô la. Tổng vốn FDI, nguồn vốn đăng ký mới, vốn điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần trong 9 tháng đạt hơn 24,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,6% so với cùng kỳ. Vốn FDI thực hiện 9 tháng ước đạt 17,34 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,9%, cao nhất từ năm 2021 đến nay. Phản ánh các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục quan tâm, tin tưởng vào môi trường đầu tư của nước ta. Bắc Giang là một trong số các tỉnh bị thiệt hại nặng nề sau cơn bão Iagi, nhưng đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn thách thức và đạt được những kết quả phát triển tích cực. Tỉnh này tiếp tục dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2024. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP quý 3 ước đạt 12,23%, 9 tháng ước đạt 13,89%, đứng đầu cả nước. Sản xuất công nghiệp của tỉnh này được đánh giá là có mức tăng trưởng khá. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 9 tăng 24,52% so với cùng kỳ, lũy kế 9 tháng tăng 27,69%, giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành ước đạt 499.048 tỷ đồng, bằng 75% kế hoạch, tăng 28,5% so với cùng kỳ. Ngành dịch vụ tiếp tục phục hồi toàn diện, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 9 tháng ước đạt 39,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 24% so với cùng kỳ. Thu hút đầu tư 9 tháng đạt hơn 1,7 tỷ đô la Mỹ, vốn đầu tư quy đổi bằng 84,8% so với cùng kỳ. Riêng thu hút đầu tư vốn FDI đứng thứ 9 cả nước và đứng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm ước đạt 13.859,8 tỷ đồng, tăng 30,6% so với cùng kỳ, bằng 86% dự toán năm. Công tác quy hoạch đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia được quan tâm chỉ đạo thực hiện, triển khai quyết liệt nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Mặc dù nền kinh tế có nhiều dấu hiệu lạc quan, song các chuyên gia cũng chỉ ra 6 rủi ro có thể làm chậm lại đà tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Thứ nhất, các rủi ro từ bên ngoài vẫn hiện hữu. Điều này bao gồm căng thẳng địa chính trị leo thang khó dự đoán, đặc biệt là xung đột tại Ukraine và Trung Đông. Cạnh tranh chiến lược về thương mại và công nghệ giữa các cường quốc còn phức tạp, rủi ro từ chính sách đối ngoại và phát triển kinh tế xã hội có thể thay đổi sau các cuộc bầu cử ở Mỹ, châu Âu và châu Á. Lạm phát có khả năng giảm chậm hơn kỳ vọng do biến động giá năng lượng và hàng hóa toàn cầu dưới tác động của các căng thẳng này, trong khi các rủi ro về an ninh, năng lượng, lương thực và biến đổi khí hậu vẫn hiện hữu. Thứ hai, hậu quả của bão số 3 vẫn còn cần thời gian để khắc phục. Thiệt hại kinh tế ước tính sơ bộ lên đến 81,8 nghìn tỷ đồng, tương đương 0,8% GDP của năm 2023, cao gấp nhiều lần so với thiệt hại thiên tai trước đó, đặc biệt trong 3 năm từ năm 2021 đến năm 2023. Hơn nữa, khoảng 165.000 tỷ đồng dư nợ và 94.000 khách hàng bị ảnh hưởng, làm gia tăng nguy cơ nợ xấu. Điều này có thể khiến tăng trưởng GDP năm 2024 giảm khoảng 0,22 điểm phần trăm. Thứ ba, các động lực tăng trưởng truyền thống phục hồi chưa đều và vẫn ở mức thấp so với trước dịch. Tốc độ tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ loại trừ yếu tố giá chỉ đạt 5,8%, bằng 60% so với cùng kỳ trước dịch, 9% giai đoạn 2018 đến năm 2019. Tiêu dùng cuối cùng tuy tăng 6,18% nhưng vẫn thấp hơn so với trước dịch 7,2% năm 2019. Ngoài ra, sự phát triển của các động lực mới như liên kết vùng, kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn vẫn còn chậm. Đặc biệt, các cơ chế như Sandbox cho Fintech và nền tảng số, phân loại xanh và thị trường tín chỉ carbon vẫn đang trong quá trình triển khai chậm. Thứ tư, doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn. Mặc dù số lượng doanh nghiệp mới gia nhập thị trường trong 9 tháng đầu năm năm 2024 đã vượt số doanh nghiệp rút lui, nhưng số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh vẫn tăng 14,7%. Áp lực tài chính, đặc biệt từ đáo hạn nợ vay và nợ trái phiếu, cùng với chi phí đầu vào cao tiếp tục là thách thức lớn. Thứ năm, nợ xấu tăng lên và quá trình xử lý còn nhiều vướng mắc. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng tính đến tháng 7 năm 2024 là 4,75%, cao hơn so với cuối năm 2023.
cơn bão số 3 làm tăng thêm 165.000 tỷ đồng dư nợ bị ảnh hưởng, khiến nguy cơ nợ xấu gia tăng trong thời gian tới. Cuối cùng, quá trình cơ cấu lại nền kinh tế bao gồm doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức tín dụng yếu kém vẫn chậm so với yêu cầu. Việc cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp nhà nước cùng với việc xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém vẫn gặp nhiều trở ngại về quy trình và định giá tài sản. Điều này dẫn đến sự gia tăng nợ xấu và nợ tồn đọng, đòi hỏi cần có những biện pháp quyết liệt hơn để nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực trong thời gian tới.